Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo khối này nên sẵn sàng đón nhận tin xấu từ Ukraine, trong khi Moscow tiếp tục tấn công bằng loạt máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Đó là câu trả lời của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg với đài truyền hình ARD của Đức hôm 2 tháng 12 khi được hỏi liệu ông có lo ngại tình hình ở Ukraine sẽ xấu đi trong tương lai hay không. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh xung đột phát triển theo từng giai đoạn, song NATO phải hỗ trợ Ukraine trong cả thời điểm thuận lợi lẫn lúc khó khăn. Phát biểu của ông Stoltenberg diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đã diễn ra hơn 20 tháng qua nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ukraine phát động cuộc phản công quy mô lớn hồi tháng 6 nhưng không tạo được đột phá như mong đợi. Trong khi đó, tại nhiều chiến tuyến, Nga đã chuyển từ phòng ngự sang tấn công chủ động. Ông Stoltenberg cho rằng điều quan trọng là phải tăng cường sản xuất đạn dược cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, ông thừa nhận các nước NATO không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ Kiev. Lãnh đạo NATO cũng cho biết Ukraine đang ở trong tình thế khó khăn nhưng không nêu cụ thể điều Kiev nên làm. Quyết định khó khăn này phải do người Ukraine và các chỉ huy quân sự của họ đưa ra, ông Stoltenberg nhấn mạnh. Xung đột vốn không thể đoán trước được, NATO biết rằng NATO càng ủng hộ Ukraine thì xung đột sẽ càng nhanh chóng kết thúc. Trong khi đó, Reuters dẫn thông tin từ không quân Ukraine ngày 3 tháng 12 cho biết Nga tấn công Ukraine bằng 12 máy bay không người lái và một tên lửa hành trình. Cuộc tấn công được Nga thực hiện vào đêm 2 tháng 12 theo giờ địa phương, hướng tới khu vực Tây Bắc và Mykolaiv ở phía nam Ukraine. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat nói, hệ thống phòng không Ukraine đã tiêu diệt 10 máy bay không người lái của đối phương. Đây là kết quả tốt mà Ukraine làm được mỗi ngày. Ukraine cho biết tên lửa hành trình Nga không bị phá hủy nhưng không tới được mục tiêu. Ukraine cũng không nói rõ hậu quả của việc để hai máy bay không người lái Nga lọt lưới phòng không. Reuters chưa thể xác minh độc lập báo cáo của lực lượng không quân Ukraine và phía Nga chưa đưa ra bình luận về việc này.